Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 11, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2022. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết dự hội nghị. Nhìn chung, sau 10 năm triển khai nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 11, công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt là trong 2 năm 2020-2021, khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, hệ thống an sinh xã hội ngày càng đồng bộ với việc tập trung hoàn thiện hệ thống pháp lý, xây dựng hệ thống chính sách đặc thù, diện bao phủ không ngừng được mở rộng, mức hỗ trợ ngày càng tăng. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được tăng cường. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Công tác giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ thất nghiệp giảm. Chính sách người có công được đảm bảo, phúc lợi xã hội tiếp tục được cải thiện. An sinh xã hội đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất là trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.